Hello tất cả mọi người, lại là em đây. Thì hôm nay mình sẽ đắp bột căn bản nhé, và vẽ ngoằn ngoèo lại, và đặc biệt là hôm nay thì mình sẽ làm bộ móng ngắn thôi nha. Đó thì chúng ta thường bắt đầu ở những bộ nail ngắn như thế này ha. Đó, khi mà mình làm những bộ nail ngắn như thế này chuẩn rồi ấy, thì mình có thể làm dài hơn và dài hơn nữa, đúng không? Đó thì cố gắng ha, cái căn bản này là phải cứng trước nha, căn bản là phải chuẩn nha. Đó thì mình sẽ lấy một cục bột và mình đặt vào mặt móng nha, và mình sẽ đẩy cho nó tròn Kiriko trước. Thì nhớ nha, đắp cả bột là luôn luôn chú ý tay khách xuống 45 độ nha, và mình sau khi Kiriko tròn mình sẽ tiến hành vuốt hai bên vào nha. Đó, và nhớ để ý hai bên cái mép, hai bên cái mép rất là hay bị thiếu bột nên anh em phải vuốt nha, vuốt cho nó đủ bột và nó bám. Và đặc biệt khi anh em đắp bột thì hạn chế để bột nó tràn lên da nha. Đó, đắp là vừa đủ ha, đắp vừa đủ thôi. Đó, Kiriko vừa đủ, không quá nhiều bột, không có tràn lên Kiriko, hai bên mép đủ bột, không có tràn ra hai bên. Đó là mình thành công nha. Đó, đơn giản vậy thôi. Thì nói chung là đắp bột anh em phải cố gắng đắp vừa phải ha, đừng đắp cho nó tràn lên da, lát nữa mình chạy máy rất là mệt. Đó, mình không phải cắt tay khách nữa, đúng không? Thì nói chung là lúc đắp bột này mình phải đắp kỹ nhé nè. Thì nói chung là video này mình sẽ chia sẻ về đắp bột căn bản nhé, và vẽ cái lái và dũa xếp chạy máy. Còn có thể là sắp tới mình sẽ ra video chia sẻ chi tiết hơn về lý do tại sao bột chảy, tại sao bột nó khô, tại sao bột nó chảy, tại sao bột nó dẻo, tại sao bột nó không dẻo. Đó, thì có thể là clip sau nhé, mình sẽ làm một cái video sâu hơn về cái đó ha. Còn hiện tại bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cái cách thức đắp bột móng ngắn nhé, và vẽ vẽ những cái lá sao mà nó dễ dàng nhất cho mình, đúng không? Đó, thì các bạn có thể thấy bột mình đắp ha, nó rất là vừa phải. Đó, nó không quá dẻo mà nó cũng không quá khô ha. Nó không có chảy mà nó cũng không có quá máu khô, đúng không? Nó vừa đủ thôi, vừa đủ thời gian cho mình chỉnh nha. Đó, rất là tiện. Đó, thì muốn được như vậy á, thì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố anh em. Đó, thì nó phụ thuộc rất là nhiều cái yếu tố. Thì clip sau mình sẽ chia sẻ sâu hơn nha. Còn clip này mình sẽ chuyên về đắp bột và dũa máy trước nha. Đó, thì mình sẽ đặt một cục bột vào. Đó, khi ngón tay nó nhỏ quá thì anh em có thể đặt nghiêng cái cò lại ha, không cần phải để thẳng. Đó, đặt nghiêng cái cò lại, đặt vào thôi. Rồi thì mình sẽ chỉnh Kiriko tròn trước, sau đó mình sẽ vuốt hai bên vào nhé. Đó, mình cứ vuốt hai bên vào là tự động hai bên cái mép nó đủ bột và hai bên hông nó mỏng lại, thì cái tay nó nhìn sẽ thon gọn thôi, đúng không? Đó, rất là đơn giản. Thì anh em cố gắng ha, những cái bộ móng ngắn như thế này là một cái bàn đạp nhé. Đó, anh em phải làm cho thiệt là chuẩn trước. Đó, khi mà mình làm chuẩn được những cái móng ngắn như thế này rồi ấy, thì anh em có thể làm dài hơn và dài hơn nữa, thì rất là dễ dàng thôi. Trước khi đó thì mình phải đắp những cái bộ móng ngắn như thế này chuẩn trước nha anh em. Đó, cố gắng nha. Thì ngón út này là nhỏ nha anh em. Đó, nên mình đặt cục bột vào, mình sẽ nghiêng cái cò lại nha. Mình không có để thẳng trực tiếp đâu. Đó, mình sẽ nghiêng lại vậy, tại vì cái ngón tay quá nhỏ mà mình đặt trực tiếp vào thì nó sẽ tràn bột ra hai bên nhé. Nên mình nghiêng cái cò lại, mình đặt đó, là đặt cục bột nằm nghiêng. Đó, thì tùy vào cái đồ móng, cái mặt móng to hay nhỏ, mình lấy cục bột to hay nhỏ thì mình sẽ đặt dọc hay đặt nghiêng, đặt thẳng, tùy vào cái móng tay của khách nhé em. Đó, thì ngõ út này móng tay nó nhỏ quá thì mình sẽ đặt nghiêng lại nhé. Còn cái cách thức đắp thì cũng như những cái ngón kia thôi. Mình sẽ chỉnh cho Kiriko tròn trước, sau đó mình sẽ vuốt hai bên vào. Đó, thì tự động cái móng nó sẽ thon. Và nhớ nhé, vuốt sao cho mặt móng nó láng, để lát nữa mình không cần phải chạy máy quá nhiều nhé. Đó, thì đơn giản là như vậy nhé. Đó, thì cái chỗ này nó bị thiếu một xíu bên phải nè anh em. Đó, thì
đừng ngại ngùng và chêm nó vào nhé. Đó, nói chung đắp bột này ấy, khi mà mình đắp thiếu thì mình buộc phải chêm vào nhé. Nói chung là thà thiếu chứ không thà dư chứ không thể thiếu nha anh em. Đó, thì khi mà nó dư thì mình có thể bào chạy máy cho nó sạch được, còn khi nó thiếu thì không có là cách nào để lấp đầy khoảng trống hết nhé, nên mình phải đặt cục bột vào, đặt chêm nó vào cho nó đủ bột trước nha. Rồi thì ngọn cải này thì nó hơi to nha anh em, đó nên hơi khó đắp một xíu, thì mình sẽ đắp kiểu khác nha. Mình sẽ đặt cục bột vào đó, sau đó mình sẽ dùng cái đầu cò này mình đẩy bên trái vào, đẩy bên phải lên, đó đẩy hai bên lên cho cái kiriko nó tròn trước nha. Đó, mình sẽ đẩy hai bên lên cho nó tròn đều trước. Rồi khi mà nó tròn đều rồi thì đơn giản thôi đúng không? Đó, mình sẽ tiến hành vuốt hai bên cái mép. Mình vuốt hai bên nó vào trước để cho bột nó bám vào hai bên cái mép nhé, nó đủ bột. Đó. Và sau đó mình sẽ tiến hành vuốt thôi ha, vuốt sơ sơ vài cái là xong thôi. Đó, thì nói chung bột này là bột mình đắp thì nó rất là lâu khô, rất là dẻo nhé. Nếu mình thả hồ mà mình có thời gian để mình chỉnh, mình vuốt sao cho cái mặt mỏng nó lát nhá. Đó, đơn giản như vậy. Đó, thì nói chung đắp bột này là anh em không thể nào gấp được nha anh em. Đó, đắp bột này mà càng gấp á, là nó càng xấu. Mình phải từ từ thôi, mình chơi với nó nhá. Đó, mình phải khiến cho cục bột nó nghe lời mình nhá. Đó, nói chung là phải từ từ thôi, đắp bột là không thể nào gấp được nha anh em. Đó, phải từ từ và từ từ thôi. Thì nói chung là kiriko tròn, mặt mỏng láng là nói chung là ok, tạm ổn thôi đúng không? Đó, thì mình sẽ tiến hành dũa xếp nha. Đó, thì cái cách thức dũa xếp nó cũng dễ thôi anh em. Đó, những cái xếp như thế này thì mình chỉ cần kéo cho nó thẳng thốn là được nha. Đó, kéo nhớ nhé, đừng để cho nó bè, kéo cho nó thẳng, hai bên thẳng và đầu mỏng thẳng nhé. Thì nói chung là cái góc quay của camera này thì nó hơi bất tiện đó, nên rất là khó để chia sẻ, nhưng đều mình cũng sẽ cố gắng nhé. Đó, mình sẽ kéo cho nó thẳng nhé, và nhớ kéo hai bên mép nhé. Mình lát nữa mình sẽ chỉ lại, chia sẻ lại. Đó, này anh em cố gắng ha. Đó, hai bên hông này nó phải thẳng thốn nữa nhé. Đó, thì mình sẽ chia sẻ lại nhé. Mình sẽ kéo bên trái thẳng ra, bên phải thẳng nhé. Kéo hai bên thẳng trước. Rồi sau đó mình sẽ kéo cái đầu móng cho nó thẳng nhé. Đó, mình sẽ cho anh em thấy. Thì nói chung là thẳng rồi về đúng không? Bây giờ hai bên này nó chưa thẳng thì mình sẽ luồn cái dũa xuống dưới nha. Đó, mình sẽ luồn cái dũa xuống dưới. À, mình đi cho hai bên nó thẳng thốn nữa nha. Đó, đó là chúng ở trên nhìn xuống là thẳng rồi, thì phải mình nhìn nghiêng nó cũng phải thẳng nữa. Đó, tôi chúng là tất cả thẳng từ mọi góc cạnh nha. Đó là mình ra một cái móng tay thẳng thôi. Thì nói chung á, dũa những cái xếp ngắn như thế này nó cũng quan trọng anh em. Đó, mình phải cố gắng dũa sao cho nó thẳng thốn, nó đều nhau cho nó đẹp nha. Đó, mỏng dài hay mỏng ngắn gì cũng vậy, nó phải đều, phải đẹp thì nó phải chuẩn nha. Đó, thì theo như mắt thường mình thấy á, là cái ngón nhấn này nó hơi dài này. Đó, mình sẽ đo lại và mình sẽ dũa đầu mỏng lại cho nó đều nhau nha. Đó, thì nói chung là mỏng dài hay mỏng ngắn gì cũng vậy, mình phải làm sao cho nó đều, nó thẳng thốt, nó cũng có cái đẹp riêng của nó đúng không? Đó, thì nói chung là tay nào cũng là tay, đó, tay dài mình cũng làm, mà tay ngắn mình cũng làm sao cho nó đàng hoàng đúng không? Thì nói chung là mình cố gắng nhé, dũa cho nó thiệt là thẳng thốt nha anh em. Đó, nghiêng lại cho nó thẳng ha. Hai bên thẳng, ở giữa thẳng, nói chung là mọi góc cạnh nào nó phải thẳng thốt nha, thì nó sẽ ra cái shape square thôi. Thì square này ấy, thì nói chung là anh em cố gắng nhé, dũa đừng để cho nó bị bè ra hai bên nhé, nó phải thẳng thốn nhé anh em.
Đó, nó phải thẳng thốn thì nó mới đẹp. Nha. Nhìn hai bên này, đó hai bên là hơi bí ấy nha. Đó mình sẽ nghiêng cái dũa lại, mình chạy đẩy vài đường là nó thẳng thôi. Đó, rất là đơn giản đúng không? Rồi sau khi mà mình dũa xếp xong xuôi rồi thì mình chỉ việc tiến hành chạy máy thôi ha, rất là đơn giản. Thì đầu tiên mình sẽ dùng cái đầu dũa Kiriko mình chạy nha anh em. Đó. Mình sẽ thì cái cách thức chạy thì cũng đơn giản đấy, vì cái cách mình làm nó hơi khác người một xíu nhé. Đó, mình sẽ chạy Kiriko sạch trước. Mình sẽ tiến hành chạy nhé, chạy cho nó sạch hết 10 5 ngón ha, mình chạy cho Kiriko nó sạch trước hết nhé. Sau khi mà xếp thẳng thốn Kiriko sạch sẽ rồi thì mình sẽ thay cái đầu dũa khác nhé, để mình chạy cái mặt móng đó. Thì nói chung là mỗi người mỗi cách làm, không ai đúng ai sai hết, thì cái cách nào mà mình thấy hợp với mình thì mình làm thôi ha. Đó thì anh em có thể tham khảo cái cách này nhé. Đó, sau khi Kiriko sạch sẽ xếp thẳng thốn rồi thì quá dễ đúng không? Đó, chỉ biết thay cái đầu medium vào và mình chạy mặt móng thôi nhé. Đó, rất là đơn giản đúng không? Đó, cái đầu Kiriko này thì nó cũng loài cái đầu nó tròn nhé, được bó tròn nên mình sẽ không có sợ cắt đứt tay khách đâu, nếu lỡ có chạy lên da thì cũng không có đứt tay nhé. Đó, rất là sướng. Thì mình thả hồ mình chạy nhé. Đó thì anh em chỉ biết chạy từ phải qua trái, phải qua trái, đó là cái mặt móng nó lãng thôi. Đấy, anh em có thể thấy ha, Kiriko nó có một cái đồ lai đó đó, nhưng đều đầu móng nó còn dày này. Mình chỉ cần để lên và lên nhẹ một cái là nó hoàn hảo thôi. Đó, đơn giản đấy không, đầu móng nó móng móng có một cái đồ lai, đó là thành công nha. Đó, thì cái cách thức làm những ngọn ngắn như này thì đơn giản là như vậy nhé. Anh em chỉ cần dũa phải qua trái, phải qua trái, đó bó lại cái khu vực Kiriko nó mỏng thêm một xíu nữa nha. Và hai bên hông mỏng cho nó mỏng nữa nhé, và đặc biệt đầu mỏng là phải mỏng, tại vì mỏng ngắn không cần phải làm quá dày đâu anh em. Mỏng ngắn chỉ cần làm cho có một cái đồ mỏng tự nhiên nhé. Mỏng ngắn này bên em đắp dày cồn lên thì đâu nó đâu có đẹp đâu đúng không, nó nhìn nó thô lắm. Đó, nên những cái mỏng ngắn như thế này thì mình phải cố gắng dùa làm sao cho nó tự nhiên, nó mỏng gọn. Nhớ nhé, đầu mỏng là luôn luôn clean đầu mỏng nhé. Đó, clean cho nó mỏng đẹp. Đơn giản đúng không? Đó, đi vài đường quyền thôi là cái tay nó mượt liền đúng không? Đó, nói chung là phụ thuộc rất là nhiều yếu tố anh em. Đó, anh em phải đắp bột sao cho nó lãng này, mỏng này, và dũa xếp chuẩn nữa đó. Thì nói chung lúc anh em đắp bột với anh em đắp vừa phải thì anh em không có cần phải chạy máy nhiều nhé. Còn anh em mà đắp dày cùi lên thì lát nữa chạy máy mất sức đúng không? Đó, nên nhớ nhé, đắp bột những cái mỏng ngắn như thế này thì không nên đắp quá nhiều bột nha, vừa phải thôi, tự nhiên mỏng nha. Đó, thì cần mình chỉ chạy phải qua trái, phải qua trái thôi ha. Đó, một vòng thôi. Đó, một hướng nhé. Đó, thì những anh em nào mà chưa quen tay thì có thể làm cách này nhé. Đó, phải qua trái vậy thôi, đều tay. Và lên đầu móng sơn cái. Đó là cái tay nhìn nó sẽ rất là gọn đúng không? Đó, đơn giản là như vậy. Đó, thì nói chung là như vậy là mình xong cái quá trình này đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành tập trung vẽ vời nhé, đơn giản vậy thôi. Mình sẽ tiến hành bóp phơ, nhớ bóp cái đầu móng cho nó đỡ bẻn nhé. Đó, hai bên mép mình này mình dùa quả square thì nơi những cái góc mỏng đó, nó rất là bén nha, nên mình dùng cái đầu bút phơ mình bút sơ lại để cho nó không có quá bén. Đó. Không, giờ mặt mỏng láng xếp thẳng thốn, Kiriko tròn đều là xong nha. Thì anh em có thể để ý cái hình này nhé, nó có một cái bàn tay à. Đó thì anh em để vào cái chế độ này nè, bấm một cái là nó sẽ quay ngược lại nhé. Đó, đây là chế độ edit của bên phần hình
của iPhone đó, ha, anh em có thể kết hợp cách đó nhé. Đó, anh em chuyển chế độ kiểu đó thì nó sẽ xoay ngược lại theo cái hướng anh em muốn nhé. Đó, cái bàn này thì mình sẽ chỉnh cho chế độ quay như vậy thì mình dễ dàng thấy được cái vẽ theo cái mẫu của khách đưa nhé. Đó, đây là một cái mèo để giúp cho những cô khách đưa hình mà đưa có một bàn à, thì mình dễ hình dung ra được để mình vẽ, đúng không? Đó, mình chỉ cần nhìn vào trong hình là mình vẽ nhé. Đó, thì cái chế độ photo nó có cái chế độ mà chuyển ngược cái bàn tay lại đó, thì anh em có thể tận dụng cái chế độ đó ha, để mình nhìn hình mình dễ vẽ, đúng không? Thì mình sẽ chia sẻ cái ngón tay kế tiếp nhé. Đó, thì những đường ngoằn ngoèo như thế này anh em nên vẽ một cái nét mỏng trước nha. Đó, mình chỉ cần vẽ một cái nét mỏng trước nha. Đó, vẽ một nét nhỏ trước, sau đó mình đồ lại thôi ha. Đó, thì khu vực ở trên nó canh dài, khu vực dưới mỏng thì mình sẽ đồ ở trên nhiều hơn ở dưới nhé. Đó, lại lại xuống là nó ra thôi ha. Đó, anh em không nhất thiết phải đi một nét từ dài tới mỏng đâu nhé. Mình chỉ cần đi một nét mỏng trước, sau đó mình sẽ tiến hành đồ lại thì nó dễ dàng hơn cho mình nhé. Đó, mình vẽ một nét mỏng trước. Đó, sau đó ở trên dài phải không? Mình sẽ đồ lại cho ở trên nó bự ra. Đó, và ở dưới không cần bự thì mình sẽ không có đồ nhé. Đó, thì với cái cách thức như thế này thì anh em có thể vẽ rất là nhanh nhé. Đó, anh em có thể thấy ha, vài đường quyền thôi là nó xong hai ngón rồi. Đó, thì đây là cái cách thức vẽ những cái đường lái như vậy ha. Vì cái mẫu vẽ hôm nay nó cũng dễ anh em. Đó, nó cũng không có gì phức tạp hết. Thì mình chỉ chia sẻ cái cách thức thôi ha. Đó, đơn giản ha. Nhớ nha, vẽ một cái nét mỏng trước, sau đó mình chỉ việc đồ lại là nó sẽ có chỗ mỏng chỗ dày thôi, rất là đơn giản đúng không? Đó. Còn những cái đường lái mỏng thì mình sẽ vẽ một đường nhé. Cái mẫu này đơn giản lắm, đó, nó chỉ cần vẽ một nét to và một nét nhỏ đi song song là ra nhé. Đó, thì mình sẽ vẽ một cái nét mỏng ở trước, sau đó mình sẽ đồ lại nhé. Đó, đơn giản đúng không? Đó. Chúng là mình, nếu mà mình biết cách thức làm ra sao rồi thì những cái mẫu như thế này thì mình đẩy đi lè lắm anh em. Đó, nói chung là làm gì cũng vậy ha, khi mà mình trau dồi, mình biết được hết tất cả các cái cách thức làm như thế nào rồi thì những cái mẫu như thế này nó không còn là vấn đề nữa, đúng không? Vấn đề là có khách cho mình dụa là được nhá. Đó, đẩy một phát là xong thôi, rất là đơn giản đúng không, nhanh gọn. Đó, sau đó mình sẽ đồ lại ha, ở trên dài ở dưới mỏng thì mình sẽ đồ ở trên nhiều hơn. Đó, mình đồ ăn dán ra hai bên để cho cái ở trên nó bự ra, đúng không? Đó, thì vậy là xong một mẫu rồi, rất là đơn giản đúng không, không có gì phức tạp hết. Thì cái ngón này cũng tương tự thôi. Đó, vậy là đây là cái cách thức để mình làm vẽ design cho những cái mẫu ngắn nhé. Và những cái mẫu design đơn giản thì mình tương tự thì mình cũng sẽ làm theo cái cách này nhé. Đó, khi nào cũng vậy, vẽ một cái đường nhỏ trước, sau đó mình sẽ đồ bự ra nhé. Đó, đơn giản là như vậy. Thì anh em nào mà thấy video mình chia sẻ bổ ích thì đừng ngại cho mình xin một like nha. Đó, thò cái tay ảnh nhẹ một like thôi. Đó, thì nó sẽ giúp cho cái kênh mình có nhiều người biết đến hơn nhé. Và video được đề xuất nhiều hơn. Đó, thì nói chung là đây là finish rồi nha anh em. Đó, mình chỉ việc sơn thốt cốt lại là finish thôi, rất là đơn giản đúng không? Đó, rồi mình sẽ cho anh em xem một xíu nhé. Đây là cái thành quả hôm nay của mình. Đó, đối với những cái mỏng ngắn như thế này thì chỉ nhiêu đấy thôi đúng không, đó, có gì đặc biệt đâu. Thôi thì thank you anh em đã xem video hôm nay của mình ha. Hẹn anh em vào một video kế tiếp. Bye mọi người nhé.